Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Này ống nước về rồi anh em. Về cũng khá là nhiều luôn. Khá là nhiều luôn anh em thấy đóng ở sau nè. 7 8 bao ha, 7 bao ở sau, ở ngoài kia một bao nữa, mấy chị mấy em nó đang gói lại ha. Quay chia sẻ anh em ha, báo giá chi tiết từng món từng ống cho anh em ha. Ống chuyến này mình về rất là đẹp anh em. Về toàn là ống to, ống nó mới hoàn toàn luôn, mới chăm chăm luôn. Rồi quay chi tiết cho anh em cùng xem nha. Đây anh em, số lượng nó đây anh em. Có 7 8 bao ha. Đó, con này mình về gần 2 tấn ống nước ha. 2 tấn, 1 tấn 7 mấy, 700 mấy chục ký, gần 2 tấn. Quay chia sẻ anh em ha. Hàng là mới chưa xài. Đẹp không anh em? Đây. Giống này nè ha, ống này rocket đây. 20. Đắt cao không anh em ơi? Lô này về ha, này của Sugura Rocket 4x15 nè, 20 nè, thấy không? Rất là ok luôn anh em. 20. Đó, có cái là 213, 12, 13 luôn. Con này 20 nữa ha. Này, mới chưa xài nữa ha. Đó, để nguyên bao vậy nè. Này về mình đang cho cô cuốn ở ngoài anh em. Đó. 20 nè, thấy không? Con mới nữa này, mới của gì? Yukoi ha. Hàng mới hết nha nè, mới chưa xài hết á. Đẹp không à. Lô này anh em nào mà cần về xài là đúng bài luôn nha. Đó. Vô coi nha. Này 2011. Đó, đây là một bao đầu tiên. Mình sẽ cho anh em sơ sơ ha, 7 8 bao trên đây nè. Nó tới tấn 7 tấn 8 luôn mà. Đó. Hàng mới hết anh em. Mới 100% nha. Chưa xài hết. Rất là nhiều luôn, số lượng rất là nhiều ha. 40 với 65 luôn nha nè, có đủ luôn. Đó. Đây mình để vô đây rồi mai mình mai mốt mình đem cho ra quấn như lần trước để mình lần trước quay chi tiết báo giá cho anh em ha. Thì ống số lượng này về nhiều ha, hàng đẹp nữa, em mua giá cũng khá cao nhưng vẫn để giá cũ cho anh em ha, giá mà trước giờ em vẫn bán ha. Còn anh em nào mà cần số lượng mà về mua bán sỉ lại á thì alo em để cho anh em giá sỉ về kiếm cỏ ha. Đây này, mọi người đang quấn hết bao lại đây nè. Đây thông tin kỹ thuật nó đây. Đây ví dụ đây 40x15 nha, với một cuộn gì là 15m đó, 300.000 một cuộn về nha anh em. Đó, quấn lại gì hết à, một chồng gì 5 cuộn nè đó, cứ hai chồng 10 cuộn. Cứ anh em nào lấy số lượng thì mình này mình vô bao để sẵn đẹp như vậy hết nha, vô bao để sẵn rồi anh em cứ việc mà chọn thôi. Rồi cái loại ống thứ hai là đây, ống 65 nha nè. Đây 2011 nè anh em, 2011 đây rồi. Đây này nhiều 20 mấy, 2011 luôn ha, đá rất là cao luôn ha. Mình quấn lại đây đó, là ống 65 này thì 700.000 một cuộn nha anh em, 20m ha, 20m 700.000 cuộn đó. Mình cũng vô bao mình để sẵn gì ha, bao này mình quấn sớm giờ hết bao rồi nè. Đó. Hàng mới chưa xài hết. Ha. Ống 65 thì 700, còn ống 40 thì 40 thì 300 ha. Đó. Thì anh em nào mà lấy số lượng về bán thì lấy luôn ha. Cứ alo em để giá sỉ riêng ha. Còn anh em nào mà về xài thì giá lẻ như vậy, giá chưa bao gồm vận chuyển ha. Một cuộn ống 65 này thì nó nặng tầm 7 ký mấy 8 ký, còn ống 40 này nó nằm 2 ký mấy, hơn 2 ký xíu, ống 40 thì hơn 2 ký. Rồi thì số lượng thì rất là nhiều, còn giá đơ giá cả thì em đã báo rồi, anh em nào mà cần giá như thế nào thì cứ alo em ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Đừng quên để lại cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha anh em.